Xin được mến chào buổi trưa tất cả quý vị khán giả và quý phụ huynh thân mến. Và quý vị cũng đang theo dõi chương trình Tám Chuyện trưa cùng bác sĩ Di Đồng do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo bác sĩ phối hợp cùng với bệnh viện Di Đồng thành phố thực hiện. À, và thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn nhau về chủ đề là trẻ biến ăn, khi nào do bé thiếu chất và khi nào là cách mà chúng ta cho bé ăn. Và để trả lời về vấn đề này giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề thì ngay bây giờ thành rất mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với bác sĩ chuyên khoa một Lý Thu Thảo hiện đang công tác tại khoa nội tổng hợp của bệnh viện di Đồng thành phố. À, xin được mến chào bác sĩ Thảo ạ. À. À, xin chào MC Thanh Ráp, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Tám chuyện cùng bác sĩ Di Đồng. Dạ thưa bác sĩ Thảo trên uh, chuyên đề của mình là Tám chuyện trưa cùng bác sĩ Di Đồng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của các bố mẹ. Dạ, à, trong đó thì có một câu hỏi của một mẹ, mẹ hỏi như thế này. À, chào bác sĩ, con của em 8 tháng chỉ chịu bú bình ăn dặm thì bé không chịu hợp tác, em đút tầm hai muỗng cháo là bé không chịu há miệng ăn. Em hiện tại chỉ bổ sung D3K2 cho bé, em có nên bổ sung thêm sắt hay kẽm cho bé hay không? Trước hết thì xin phép nhờ bác sĩ có thể đưa ra một vài nhận định về trường hợp này và chắc hẳn là trong quá trình công tác thì bác sĩ cũng nhận được nhiều câu hỏi tương tự như vậy đúng không ạ? À? Dạ, à, hiện tại thì đây là vấn đề mà các bà mẹ rất là quan tâm. Thì trước mắt mình sẽ xem coi tuổi của trẻ hiện tại như thế nào. Thì thứ nhất, hiện tại đối với trẻ 8 tháng thì mình cần phải biết đây là giai đoạn trẻ bắt đầu ăn dặm. Thì đối với trẻ ở giai đoạn này thì thứ nhất mình phải biết được chế độ ăn của trẻ như thế nào. Thì đối với giai đoạn ăn dặm này thì mình cần phải cho trẻ tập làm quen với tất cả các loại thức ăn từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại trái cây, rau củ quả. Và thường những đứa trẻ ăn dặm này thì mình sẽ cho ăn trong khoảng 2 đến 3 bữa một ngày. Và trong giai đoạn ăn dặm này thì mình sẽ giảm bớt số lượng sữa và số cử sữa mỗi ngày của trẻ. Thì đối với những đứa trẻ như thế này để cho trẻ phát triển tốt và khỏe mạnh thì mình cần phải có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ về số lượng và đảm bảo cân đối về chất lượng. Vì nếu mà mình cung cấp không đầy đủ các chất dinh dưỡng sẽ dẫn tới tình trạng là trẻ bị thừa hoặc thiếu các chất dinh dưỡng và làm cản trở cái quá trình phát triển toàn diện của trẻ cả về tâm lý, sinh lý và vận động thì giai đoạn ăn dặm là một trong những giai đoạn rất là quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Thì đối với giai đoạn này mình cần phải cân đối các chất dinh dưỡng với nhau và đặc biệt chú ý tới các vi chất dinh dưỡng vì khi thiếu các vi chất dinh dưỡng đặc biệt là các vitamin, khoáng chất như là sắt, kẽm, mangan, đồng sẽ gây ra tình trạng biến ăn và kém ăn do trẻ thì khi trẻ có những cái biểu hiện này thì mà các bậc cha mẹ có thể cho trẻ thêm những cái thực phẩm bổ sung mà có chứa thành phần là lysine, các vitamin, khoáng chất nhóm B à, để cho trẻ kích thích hỗ trợ hệ tiêu hóa của trẻ, giúp cho trẻ hấp thu tốt hơn và làm cho trẻ giảm được cái tình trạng biếng ăn, giúp cho trẻ ăn ngon miệng hơn thành ra đối với trường hợp này thì các bậc cha mẹ có thể cho trẻ thêm các loại thực phẩm bổ sung mà có chứa thành phần như bác sĩ thảo đã nói ở trên là lysine các loại vitamin và khoáng chất mà có chứa gồm có sắt kẽm đồng hoặc là canxi và vitamin d dạ yeah, uh, vấn đề biến ăn là một vấn đề rất là phổ biến trên trẻ và đôi khi là phụ huynh chúng ta cũng không có nhận diện rõ được những cái bệnh lý về biến ăn như thế nào thì xin phép nhờ bác sĩ có thể chỉ ra như thế nào là biến ăn sinh lý như thế nào là biến ăn bệnh lý và như thế nào là chỉ là trẻ nhà mình hơi kén ăn một chút thôi thưa bác sĩ thì ở đây mình sẽ có những cái định nghĩa riêng biệt với nhau thứ nhất về định nghĩa biến ăn thì biến ăn là một cái triệu chứng rối loạn dinh dưỡng thường gặp nhất ở trẻ thì biến ăn nó có rất là nhiều nguyên nhân thì có thể là do biến ăn sinh lý biến ăn bệnh lý là biến ăn do tâm lý. Còn đối với kén ăn, kén ăn thì được định nghĩa là trẻ sẽ không tiếp nhận một số loại thức ăn nhất định và khi đó thì sẽ dẫn tới tình trạng thiếu một số vi chất dinh dưỡng cho trẻ. Rồi đối với tình trạng biến ăn thì sẽ có tình trạng biến ăn sinh lý và biến ăn bệnh lý. Tuy nhiên, mình cần phải biết định nghĩa và biểu hiện của biến ăn là như thế nào. Thì trẻ được gọi là biến ăn khi có từ hai biểu hiện sau đây. Thứ nhất, trẻ không ăn hết khẩu phần ăn một ngày hoặc là trẻ ăn một bữa ăn kéo dài trên 30 phút trẻ ăn ít hơn 1 phần 2 khẩu phần ăn theo lứa tuổi. Thứ ba là trẻ sẽ có cảm giác là từ chối thức ăn, bỏ chạy hoặc quấy khóc khi thấy thức ăn. Thứ tư, trẻ sẽ có biểu hiện là trẻ sẽ ngậm thức ăn lâu ở trong miệng và không chịu nuốt. Thứ năm là trẻ sẽ có biểu hiện nôn, nhợn, ói khi thấy thức ăn. Và cuối cùng là mình sẽ thấy tình trạng là trẻ không tăng cân trong liên tục 3 tháng rồi đối với tình trạng nguyên nhân mà biến ăn thì như bác thảo đã nói ở trên là sẽ có biến ăn sinh lý và biến ăn bệnh lý đối với tình trạng biến ăn sinh lý thì mình sẽ thường gặp ở trẻ khi mà nó bắt đầu một cái giai đoạn mới chẳng hạn như trẻ tập bò tập đi tập nói hoặc là mọc răng thì những cái giai đoạn đó là trẻ bắt đầu có cái tình trạng là nó sẽ khám phá ra những cái khả năng mới của bản thân thành ra nó sẽ giảm đi cái nhu cầu gọi là tập trung vào việc ăn uống thì cái tình trạng này nó sẽ tự biến mất trong vòng vài tuần đến vài tháng thành ra sẽ không làm cho ba mẹ cảm thấy khó chịu và nó sẽ tự hồi phục còn tình trạng biến ăn bệnh lý thì mình sẽ gặp trong những trường hợp sau thứ nhất trẻ sẽ có tình trạng là khó khăn trong việc nuốt hoặc là nhai vì trẻ có những cái bệnh lý sau đây thứ nhất viêm họng thứ hai viêm amidan hoặc là viêm nú viêm lợi hoặc là nấm miệng thì khi đó thì trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc nhai và nuốt làm cho trẻ phải chán ăn và bỏ ăn Tình trạng thứ hai mà hay gặp trong bệnh lý đó là các bệnh lý nhiễm khuẩn. Thì đối với con nít thì cái hệ miễn dịch của trẻ rất là kém, thành ra trẻ rất là dễ bị nhiễm các bệnh lý nhiễm khuẩn về đường hô hấp như là viêm phổi hoặc các bệnh lý về đường tiêu hóa như là viêm dạ dày ruột. Vì lẽ đó nó sẽ làm nên những cái tình trạng khó chịu ở hệ tiêu hóa như là đau bụng, tiêu chảy, chướng hơi. Và khi đó thì trẻ sẽ dễ bị bỏ ăn, chán ăn. Ngoài ra khi bị mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn thì sẽ làm cho thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng sẽ làm cho trẻ bị chán ăn hơn. Ngoài ra khi mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn thì sẽ các bậc phụ huynh sẽ cho uống kháng sinh và khi uống kháng sinh thì sẽ làm rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột và sẽ làm nặng hơn cái tình trạng chán ăn của trẻ. Ngoài ra thì mình còn gặp các bệnh lý như là nhiễm ký sinh trùng đường ruột như là dung sáng cũng làm cho trẻ biến ăn nhiều hơn dạ và với trẻ biến ăn như vậy thì làm sao để chúng ta có thể phân biệt được nguyên nhân là từ do phía em bé hay là từ do phía gia đình bố mẹ chúng ta uh, cho trẻ ăn không đúng cách hoặc là nhóm thức ăn đó là trẻ không thích thưa bác sĩ thì một trong những cái nguyên nhân biến ăn thì nguyên nhân biến ăn mà do trẻ thì như bác thảo đã nói ở trên có thể là trẻ biến ăn sinh lý dạ. do nó bước vào những cái giai đoạn mà nó, biến, nó khám phá ra những cái mới của cơ thể thành ra nó sẽ giảm đi cái nhu cầu gọi là tập trung vào cái vấn đề ăn uống hoặc là những cái bệnh lý như bác Thảo đã nói ở trên viêm họng, viêm amidan hoặc các bệnh lý nhiễm khuẩn nó sẽ làm con mình biến ăn. Tuy nhiên còn một nguyên nhân nữa là biến ăn từ gia đình. Thì cái nguyên nhân biến ăn từ gia đình nó có rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất có thể là do các bậc phụ huynh chưa được trang bị kiến thức đầy đủ về các chế độ dinh dưỡng của trẻ theo nhu cầu theo lứa tuổi. Thành ra ba mẹ sẽ theo kiểu là ép trẻ ăn và khi ép trẻ ăn sẽ gây ra một cái sự phản kháng của trẻ làm cho trẻ càng bỏ ăn hơn. Cái thứ hai nữa là cha mẹ các bậc phụ huynh chưa biết cách cho trẻ ăn những cái thức ăn mà đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng thường là các bậc phụ huynh sẽ cho trẻ ăn giữa các bữa ăn phụ sẽ cho ăn snack ăn bánh kẹo nước ngọt hoặc là các đồ uống có ga thì những cái đó sẽ làm cho trẻ dễ bị chán ăn và không có cảm giác thèm ăn nữa thì ngoài ra còn có một cái nữa là bác sĩ Thảo khuyến khích là các bậc cha mẹ nên cho trẻ ăn Cơm hoặc là ăn dặm cùng với gia đình để có thể tập cái thói quen sinh hoạt hợp lý của gia đình. Yeah. À, và nếu như trẻ thật sự biến ăn do thiếu một cái dưỡng chất nào đó thì phụ huynh có cách nào để mà nhận biết con em của mình đang thiếu chất và cụ thể là thiếu một cái chất gì đó hay không thưa bác sĩ? Yeah thì một trong những cái nguyên nhân biến ăn có thể là do thiếu những cái vi chất dinh dưỡng thì khi mà thiếu những cái chất dinh dưỡng này nó sẽ có một vài cái biểu hiện sau đây thứ nhất đối với trường hợp là trẻ có biểu hiện là có những cái móng tay lõm hình lòng thuyền thì đó có thể là biểu hiện của tình trạng thiếu máu thiếu sắt của trẻ thì những cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt đó thì các bậc phụ huynh có thể cho trẻ bổ sung bằng các loại thức ăn có giàu sắt chẳng hạn như là gan động vật hoặc là hải sản hoặc là bổ sung viên sắt đường uống cái tình trạng thứ hai mà mình hay gặp đó là trẻ hay bị viêm lét miệng hoặc lỡ miệng thì cái tình trạng đó là do trẻ thiếu các vitamin nhóm B. Ngoài ra thì khi thiếu vitamin A thì trẻ sẽ có những biểu hiện như là trẻ sẽ bị khô mắt, mờ mắt, niêm mạc mắt nhạt. Còn nếu đối với trẻ mà thiếu canxi và vitamin D thì trẻ sẽ có biểu hiện là đổ mồ hôi nhiều, quấy khóc về đêm, chậm mọc răng và men răng xấu thì đó là một vài cái biểu hiện của trẻ gợi ý cho ba mẹ có thể đến bác sĩ để bác sĩ có thể xác định được là do trẻ thiếu cái vi chất dinh dưỡng gì. Dạ và cụ thể hơn thì tại bệnh viện và tại khoa của bác sĩ Thảo đang công tác thì thường có ghi nhận những cái tình trạng sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng do cái vấn đề chúng ta sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng một cách không hợp lý hay không thưa bác sĩ cái tình trạng này thì bác sĩ thảo cũng gặp rất nhiều đó là các thực phẩm chức năng thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều các loại thực phẩm chức năng tuy nhiên thì các bậc phụ huynh nên nhớ là khi mà sử dụng các thực phẩm chức năng hoặc là bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ đây là một cái tiến trình kéo dài và đòi hỏi các bậc cha mẹ cần phải kiên trì và nhẫn nại hợp tác với bác sĩ à, thì những cái loại thực phẩm chức năng mà thường dùng thì mình nên dùng những loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc tự nhiên à, để cho trẻ dễ hấp thu hơn và ngoài ra thì các loại thực phẩm chức năng mình không nên dùng cùng lúc nhiều loại thực phẩm chức năng hoặc là thay đổi các thực phẩm chức năng thường xuyên vì nó sẽ gây ra rối loạn hệ miễn dịch, rối loạn hệ tiêu hóa cho trẻ. Rồi ngoài ra thì đối với những trẻ mà còi cọc biến ăn, chán ăn thì tốt nhất ba mẹ nên đến khám các chuyên khoa dinh dưỡng nhi để có thể hợp tác với bác sĩ tìm ra chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý và các loại thực phẩm bổ sung cần thiết nhất cho trẻ. Dạ, à, đối với một số trẻ có thói quen ăn uống nó không có cân bằng Ví dụ như là trẻ thích uống sữa hơn thay vì ăn cơm Hoặc là ở nhà chúng ta chỉ thích ăn thịt cá mà ít ăn rau Thì khi mà để trẻ đến lứa tuổi đi học Khi mà chúng ta cần phải ăn chung, ăn cơm, tập thể, ăn cơm theo khẩu phần như vậy Thì trẻ có tự điều chỉnh được cái vấn đề này hay không thưa bác sĩ? Ừ. Thường các bậc phụ huynh sẽ có cái tình trạng gọi là khi mà nghĩ rằng là khi mà con mình đi học thì nó sẽ điều chỉnh được cái tình trạng đó. Tuy nhiên, khi mà đi học giống như là một cái bước ngoặt mà trẻ sẽ phát triển ở một cái môi trường mới và khi phát triển ở một môi trường mới thì trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Thành ra đòi hỏi cái sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường rất là cao trong việc điều chỉnh cái chế độ ăn làm sao cho nó dinh dưỡng hợp lý và cân đối cho trẻ. Thì đối với trẻ khi mà đi học thì ba mẹ cần hợp tác với cô giáo và nhà trường để biết được chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ của trẻ như thế nào để có thể điều chỉnh cho nó cân đối và hợp lý giữa môi trường mới là nhà trường và ở nhà của trẻ. Ngoài ra thì đối với một vài trẻ nó sẽ gặp khó khăn trong cái tình trạng là nó phải ăn uống tập thể chung với các bạn. Thành ra ở nhà mình nên tập cho trẻ ăn chung với gia đình để có thể hòa nhập, tạo thói quen hòa nhập cho trẻ chung với nhà trẻ ở trường. À, ngoài ra thì mình cũng nên tập cho trẻ có thói quen tự giác là sau mỗi trước mỗi bữa ăn từ 10 đến 15 phút thì mình sẽ cho trẻ ngưng các hoạt động vui chơi giải trí để trẻ được nghỉ ngơi và phụ giúp gia đình hoặc phụ giúp các cô giáo để chuẩn bị bữa ăn khi đó trẻ sẽ tập trung ăn uống hơn. Dạ, và đối với các tất cả quý vị khán giả khi mà chúng ta đang xem chương trình thì có một số anh chị là lần đầu tiên làm bố làm mẹ cho nên đã rất rất là lúng túng vào cái vấn đề dinh dưỡng cho con và đặc biệt là phần cuối chương trình, thành đáp xin phép nhờ bác sĩ có thể gửi đến một vài lời khuyên cho tất cả quý phụ huynh. Chúng ta cần phải xây, chúng ta cần phải xây dựng một chế độ dinh dưỡng cho trẻ như thế nào và những cái sai lầm là chúng ta cần tránh trong cái quá trình chúng ta xây dựng thực đơn cho trẻ, thưa bác sĩ Thảo. Đối với trẻ thì như bác sĩ Thảo đã nói, mình sẽ xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân bằng đầy đủ các chất dinh dưỡng Ngoài ra thì bác sĩ Thảo cũng sẽ nói thêm về vấn đề là những cái sai lầm mà các ba mẹ thường gặp khi mà cho trẻ ăn. Thì thứ nhất sai lầm mà thường gặp nhất là cho trẻ ăn dặm quá sớm hoặc quá muộn. Khi mà ăn dặm quá sớm thì sẽ dẫn tới tình trạng là hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển. Thành ra các hoạt động của hệ tiêu hóa nó chưa có hiệu quả để làm mềm thức ăn sẽ làm cho trẻ khó chịu về hệ tiêu hóa, làm cho trẻ ăn không tiêu dẫn đến tình trạng đau bụng, tiêu chảy, nôn trớ. Ngoài ra nếu ăn quá trễ, quá muộn thì sẽ dẫn tới tình trạng trẻ bị thiếu chất và ngăn cản cái hoạt động, các tốc độ tăng trưởng của trẻ. Ngoài ra thì có một vài cái sai lầm trong việc chế biến thức ăn của trẻ thì nhiều ba mẹ cứ nghĩ là ninh xương hoặc là hầm xương thì sẽ tốt hơn cho trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng khi mà sử dụng các thực phẩm từ ninh hầm thì nó sẽ làm biến đổi chất dinh dưỡng và sẽ gây ra những cái chất dinh dưỡng độc hại cho con. Thành ra những cái thức ăn nên nấu chín vừa phải và không có ninh hoặc hầm quá lâu sẽ làm biến đổi chất hoặc gây ra những cái chất độc hại cho con. Dạ. và thưa các cũng xin thay mặt cho tất cả quý vị khán giả quý phụ huynh đang theo dõi chương trình ngày hôm nay xin trân trọng cảm ơn những thông tin uh, chia sẻ của bác sĩ Thảo trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. À, xin chào MC thanh Ráp, xin chào các bậc phụ huynh hy vọng thì với những kiến thức mà bác sĩ Thảo chia sẻ thì có thể giúp các bậc phụ huynh trong quá trình nuôi dạy con giúp cho con phát triển tốt hơn cả về thể chất tinh thần lẫn vận động. Dạ và thăng đáp cũng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả quý phụ huynh đã theo dõi chương trình ngày hôm nay mình chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại là cha mẹ ai cũng mong muốn con mình có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc ai cũng mong muốn con mình được chăm sóc sức khỏe thật hoàn hảo bệnh viện nhi đồng thành phố nơi chăm chút mầm xanh đất nước